sẵn sàng cho em, hay là em muốn có một phút để mà suy nghĩ bài hát? Rồi, độc giả Danh Yêu cùng mà lắng nghe Đương Kim Hậu Việt Nam 2018, Trần Tiểu Vy sẽ thể hiện một ca khúc về miền Trung. Rồi. Tiểu Vy là một cô gái có giọng hát rất là tốt, tại vì tôi cũng đã từng nghe phần thi tài năng của em rồi. Bây giờ chúng ta cùng mời Á Hậu Hai.